Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa như thế này. Tuy nhiên thì sau khi làm xong thì mình thấy rằng là có một số vấn đề như sau. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm trông bông hoa nó tự nhiên hơn nhé. Bông hoa này thì làm chưa được tự nhiên lắm. Bạn nào mà chưa biết cách làm thì có thể xem cái clip mà mình đã hướng dẫn cách làm như này nhá. Chỉ chỉnh một bước cuối cùng là ở cái clip này thôi. Còn bạn nào muốn làm theo cách nào cũng được. Mình sẽ để link cho các bạn thì các bạn có thể kích vào để xem cái clip cho tiện để mà đỡ phải tìm nhá. Đây. Bông hoa mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn thì nó sẽ có cái hình dạng kiểu như thế này. Nhìn nó sẽ giống thật hơn là cái bông hoa hôm trước mình hướng dẫn. Đây. Nhìn nó sẽ giống hoa hồng hơn đúng không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ làm lại một lần nhanh cho các bạn thấy nhé. Mình sẽ không làm chậm đâu, cho nên là bạn nào muốn xem cái clip là hướng dẫn làm hoa này thì các bạn xem trong kênh của mình nhé. Ở cái clip trước thì mình đã hướng dẫn chi tiết rồi, nên là ở cái clip này thì mình sẽ làm nhanh nhanh. Rồi đã được phần búp bên trong thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn là các bạn khi các bạn cuộn ấy, thì các bạn dùng tay để ấn chọc cái phần cánh hoa như thế này, và các bạn không để cho nó cụp vào nữa mà các bạn để cho nó hơi hướng ra ngoài một chút như thế này. Đây. Thì lát nữa chúng ta uốn phần cánh thì nó sẽ dễ hơn nhé. Đây, sau khi chúng ta cuốn xong bông hoa mình cuốn hơi
hơi vội cho nên là nhìn nó hơi xấu. Giờ các bạn dùng tay để các bạn bẻ nó ra. Đây, hơi hơi làm cong cái phần cánh này ra ngoài một chút nhé. Làm hoa hơi ẩu ra, mình đang khá vội. Các bạn làm tỉ mỉ cẩn thận thì bông hoa nó sẽ đẹp hơn nhé. Một lưu ý nữa là khi mà các bạn cuốn lúc các bạn xoắn ấy thì các bạn nhớ là ấn chặt cái phần này nhé, để lúc nó không bị lủng bủng như mình như này, lúc nãy mình cuốn hơi bị lỏng tay. Đây, sau khi các bạn chỉnh xong thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Mình zoom gần cho các bạn xem nhé. Các bạn làm chắc là đẹp hơn mình ấy. Trong ở ngoài thì nhìn không đến nỗi mà sao quay vào trong clip nhìn nó hơi bị xấu. Đây, hoặc là nó sẽ đây, bông hoa mình trước mình làm đây. Đây, bông hoa sau khi các bạn chỉnh cánh thì nó sẽ được cái hình như này, giống hoa hồng thật hơn đúng không ạ? Nó sẽ cái lớp cánh nó sẽ khác. Đây là bông cũ mà mình hướng dẫn các bạn ở clip trước. Nhìn nó không được tự nhiên cho lắm. Tuy nhiên là cùng với cách làm nhưng mà cách uốn cánh nó khác nhau thôi, thì các bạn chịu khó xem lại cái clip đấy và xem thêm cái clip này của mình. Mình thấy hoa như thế này thì đẹp hơn, cắm thì nhìn nó sẽ thật hơn ấy. Cho nên là các bạn nào mà đã lỡ làm theo mình ở clip trước ấy thì có thể đem hoa ra và chỉnh lại cũng được nhá. Chúc các bạn thành công với hướng dẫn của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau.